Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ 7, ngày 9 tháng 9 2023. Chúc anh em có những cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Thì trước mắt anh em là cái đèn mà doanh số bán ở trên kênh của mình là đứng hàng đầu, phải nói là đứng hàng đầu. Thì đứng hàng đầu cách đây cũng lâu rồi, và bây giờ nó trở về cái mức bình ổn, chứ không có còn đứng hàng đầu nữa. Đứng hàng đầu hiện tại bây giờ là cái đèn pha ke anh em. Một ngày anh em có thể mua vài chục cái đó, ghê gớm. Nhưng mà nó được cái là nó rẻ ha, nó rất là rẻ. Cho nên mọi người mua cũng khá là thoải mái. Nói chung là khá là thoải mái. Rồi sau đó là những cái gương cầu lồi, nó có một thời gian đỉnh. Rồi sau đó là những cái như là 6128 nè, một thời gian rất đỉnh. Và một thời gian là 68400. Rồi một thời gian là UFO 1000. Nói chung là mỗi một cái tháng, một cái thời kỳ nó có một cái đèn bán ra rất chạy, không biết tại sao vậy luôn. Thì trong thời gian gần đây anh em mua cái JD8300L này lai rai thôi, chứ không có đỉnh nữa. Thì mình nghĩ là điều đó cũng hợp lý. Lý do là tại vì cái này nó bự, nó mắc. Thì nó không phải là thuộc về phân khúc tầm trung, cho nên rất là nhiều anh em rất là ngại khi mà mua nó. Nhưng mà người ta mua rồi, người ta về người ta xài đó, thì người ta quay lại mua rất nhiều. Giống như là đầu tư thấy hơi ngán tiền, nhưng mà chất lượng của nó mang lại thì gọi là rất là ok ha. Thì giá của nó thì anh em biết rồi, xưa giờ vẫn vậy, giá là 1.450.000 một cái, cộng phí ship 70.000 đó. Giờ có thể hơn đó, nhưng mà mình thu anh em 70.000, bưu điện thu chứ không phải mình thu nha. Thì mình bây giờ mình định luôn là 70.000, lỡ như nó có cao hơn thì mình bù đó. Thì bây giờ chúng ta xem lại sơ về cấu hình. Thì 1.450.000 cộng với 70.000 là 1.520.000, chúng ta có được cái sản phẩm như thế nào. Và cái sản phẩm này á, là rất là nhiều anh em xài và đã gọi là ưng ý đó, phải nói là ưng ý đó, rất ưng ý luôn về cái chất lượng của nó. Đầu tiên là cái tấm pin này, cái tấm pin này á, là 55W, rất lớn đây, 55W. Ở ngoài sao cái mạc nó vẫn ghi là 55W. Đấy, tấm pin khá là hoành tráng nha mọi người, 55W. Rồi bây giờ đo chiều dài của tấm pin là 7 tấc 2, chiều ngang của tấm pin là 4 tấc 2 luôn, 4 tấc 2 nhân 7 tấc 2 đó, tấm pin 55W. Cái cọng dây này á, là cọng dây là 5m. Và cái con đèn này là chắc chắn là thân nhôm nguyên khối à, tại vì nó là hàng loại 1 của Zinian thì nó là nhôm chắc chắn và rất nặng. Mặt kính trong suốt nè, chóa nè. Ở trong đây có 699 con SMD 5730. 699 con ha. Và bộ pin lưu trữ bên trong á, là 42A. 42A. Đó, và nó có là đâu đó mình nghĩ là chắc khoảng 7 cell. Khoảng thôi chứ mình lúc trước mình cũng có mở ra mình đếm rồi, hình như là 7 cell. 7 cell 32650. Đấy, nói chung là cũng có rất là nhiều video về những con này, nhưng mà khoảng thời gian cũng lâu rồi không có quay lại. Đó, cho nên là mình cũng không có nhớ rõ. 7 cell anh em. 7 cell 32650. Đó. Thì 42A giờ là 6A cell á, 7642 đó. Đó, giống vậy. Rồi thì đây, đây là mặt trước. Thì có 5 led báo sạc màu đỏ này nha. JD8300L chính hãng này ngoài. Khi anh em mà coi video á, thì hàng nó như thế nào thì chúng ta nhận được là nó như thế đó, chứ không có mà thay đổi kích thước hay là thay đổi trọng lượng hay là như thế nào là không có nha. Không có chuyện mà treo đầu dê bắt chó đây nha. Quay như thế nào là sẽ gửi hàng đi như thế đó. Đấy. Rất là nhiều bạn á, là coi video ở đâu đó là hàng quá nó như thế này nè, nó hùng vĩ vậy nè. Nhưng mà khi nhận được cái cục hàng thì nó là đổ nợ. Đó, mà cái cục hàng đó đó anh em biết là có rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều cái hơi hiếm nổi. Quay rất là hùng vĩ như vậy mà người ta báo giá có 500.000 bộ ha. Đó, 500.000 bộ mà nó hùng vĩ như vậy nè. Đó, lấy cái đèn này ra quay luôn mà là giá mua có 500.000, cuối cùng anh em nhận về cái thứ nó đáng với 500.000 đó, chứ nó không có đáng với lại 1.450.000 nha. Đó, cho nên mọi người mua cẩn thận. Đấy. Rồi thôi thì bề 4 tấc 2. Đó, bề dài của đèn là 4 tấc 2. Còn bề ngang của đèn là 3 tấc 6 ha, 3 tấc 6 nhân 4 tấc 2.
Đó, đo như thế nào là gửi cho anh em hàng như thế đó nha. Ở đây mình rút cọng dây ra để người ta lật cái đèn qua lại cho nó dễ. Đó. Rồi, đây mặt sau của đèn này có chữ JD rất to. Hàng chính hãng đây. Anh em thấy không? Vỏ ngoài này. Đấy. Hấp dẫn không? Sơn tĩnh điện nha, sơn tĩnh điện. Nhiều bạn thấy đèn thùi lùi này nói bằng nhựa, không phải nha. Bằng nhựa thì không có thể nào giá là 1 triệu mấy như vậy được. Đó. Nhôm nguyên khối, dày cộm. Rồi vô mát lạnh luôn ha. Chứ không phải đen đen là nhựa đâu nha mọi người. Ta sơn tĩnh điện màu đen đó. Nhôm. Nó có một số loại đèn là nhôm đen luôn, nó không sơn luôn. Nhưng mà cái nhôm nó là màu đen luôn. Đó, thì cái đó là cao cấp hơn nữa nha. Còn cái này là nước sơn. Đó, nước sơn này không biết ở ngoài mưa được bao nhiêu năm nó sẽ tróc ra hay là nó không tróc thì cái này không biết. Tại vì mình chưa thấy cái nào bị tróc hết. Nhưng mà đây là nước sơn tĩnh điện. Đấy. Đó, bỏ bon 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 ha. Mặt kính cường lực nè. Kính cường lực. Đấy. Thì tấm pin cũng to. Đèn cũng to, đi kèm với full phụ kiện. Thùng bọng rồi đang nằm đằng kia. Thùng là mới tinh hết nha. Đây, thùng nữa nè. Là đang là mới trong hộp ra. Rồi bây giờ là đến cái màn cấu hình nghiên cứu rồi ha. Đó, cấu hình nó như vậy. Bây giờ ta đến cái màn chúng ta sẽ nghiên cứu về độ sáng của nó. Đấy. Thì với cái đèn mà đạt giá 1.450.000 này, phí ship 70.000 này, thì độ sáng thì anh em cũng đoán biết rồi. Rất là ok ha. Đèn mà trên 1 triệu thì độ sáng nó sẽ rất là hợp lý. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện thôi. Còn cái vấn đề mà bảo hành thì chắc chắn là bảo hành 2 năm nha. Tất cả các sản phẩm của công ty Zinian đều bảo hành 2 năm hết. Đó, tem đồ công ty đã dán rồi cho chúng ta rồi. Chỉ việc về máng lên mà xài thôi. Đó, hư hao gì thì chúng ta cứ liên hệ cho mình để chúng ta tìm cách chúng ta bảo hành sản phẩm cũng như là sửa chữa sản phẩm nếu mà sản phẩm bị hư. Đó, còn bình thường thì chúng ta cứ về chúng ta treo lên và sử dụng thôi. Đèn năng lượng ít bao giờ hư đâu anh em. Lúc trước mình có nói với anh em vấn đề đèn năng lượng tại sao ít hư. Thứ nhất á, là những viên pin trong đây á, là mắc song song. Vậy thì có hư một viên thì 6 viên còn lại vẫn hoạt động bình thường. Đó, cái đèn có thể nó hơi yếu điện hơn một tí thôi nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường. Đó, 7 viên hư 1 viên thì vẫn hoạt động, hư 2 viên vẫn còn hoạt động. Còn những con led này nè là những led 5730 cũng được lắp song song luôn. Vậy thì có cháy một con hay là đứt 2-3 con, đứt 2-3 con led thì cái mạch led này vẫn hoạt động bình thường. Nó khác với đèn điện 220 nha. Đèn điện 220 là đứt một con led cái nguyên một cái dây đó là đi hết, ngẫm hết, tại vì nó mắc nối tiếp đó. Còn ở đây chúng ta đang mắc song song, mắc song song thì đứt vài con led thì những 100 con led còn lại nó vẫn hoạt động bình thường, cho nên là đèn năng lượng rất là bền. Còn cái mạch sạc này là cái mạch điện tử cho nên là theo năm tháng nó có thể bị hư, nhưng mạch sạc này rất rẻ, mạch sạc này chỉ có 50.000 thôi đó. Và chúng ta về ta thay vào cái là xong đó, sợ lỡ như hết bảo hành ta chỉ cần thay mạch sạc 50.000 cái là xài tiếp. Bộ pin lưu trữ và mạch led này ở ngoài thị trường cũng có bán nhưng mà hai cái thứ rất khó hư. Đó, mạch sạc là dễ hư hơn nhưng mạch sạc có 50.000 anh em an tâm. Đó, mình báo kỹ như vậy cho mọi người nghe cho nó rõ ràng để chúng ta an tâm mua hàng nếu mà chúng ta chưa từng chơi đèn năng lượng. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ test hàng nha. Trước đây mình hay phân tích cho anh em nghe vấn đề tại sao nên xài đèn năng lượng và xài đèn năng lượng nó có được những lợi ích gì. Thì mình hay nói là nó không cần đi dây điện rùm rà, nó không có sợ bị sét đánh hay là nó không có điện giật người ta hay là ba la la nhiều thứ khác. Nhưng mà sau này mình không nói vấn đề nữa, lý do là tại vì mình nghĩ là ai cũng đã biết hết rồi, biết cái lợi ích của đèn năng lượng rồi cho nên mình không có nhắc lại. Trước đây mình hay nói khỏi đi dây rồi ha. Đó, rồi chúng ta muốn gắn ở đâu gắn ha, rồi nó tiện lợi cái là có thể là xách tới xách lui đồ ha, di chuyển đồ không sợ bị điện giật đồ ha. Đó, thì bây giờ các bạn đã biết rồi cho nên mình không có nói cái đó nữa, mà mình tập trung vào nói cái mặt hàng và giá cả của nó nha. Bây giờ thì on này. Đấy. Nó nặng lắm nha. Rất là nặng. Đấy. Rồi, đây là độ sáng của đèn 8300L. Thì cái đèn này nó khác với những cái đèn như là lưu carbon hay gương cầu lồi ở chỗ là ánh sáng của cái đèn này màu trắng. Nha, đèn này ánh sáng màu trắng. Còn cái anh kia, cái anh gương cầu lồi và cái anh blue carbon thì ánh sáng trung tính. Trung tính, còn cái này là nó màu trắng anh em. Đó. Dành cho những anh em nào thích màu trắng.
và đèn sáng nha, sáng sủa ngon lành, không có vấn đề gì cả, an tâm phần đó. Đấy. Rồi các bạn xem ánh sáng và tự đưa ra nhận xét cho mình. Nói chung là mình cũng không có muốn nói nhiều về cái đèn này, lý do là tại vì mọi người đã rất là am hiểu cái đèn rồi, và người ta đã mua cái đèn này rất là nhiều đó, nó đã nổi tiếng rồi, cho nên bây giờ bao nhiêu câu nữa cũng bằng thừa thôi. Anh em tự nhìn cái độ sáng và tự rút ra kết luận cho mình ha. Đó, chúng ta treo đủ độ cao thì nó pha cho chúng ta vài trăm mét vuông là cái chuyện không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ồ, đến đây thì mình kết thúc video nha. Hẹn gặp mọi người những video lần sau. Đam mê thì hãy liên hệ mình 0766874311 hoặc là 0948932417 nha. Có thể liên hệ Zalo hay là gì đó cũng được. Đấy.